Đây. Khi thanh niên cục sốc gặp trúng chị bán hàng kỹ tính, mua xong hai quả trứng mà mãi chẳng được đi vì lý do này. Mùa dịch này, lướt mạng xã hội là dễ dàng bắt gặp vô vàn bài đăng với nội dung liên quan. Bên cạnh các dòng tin có phần tiêu cực, người xem vẫn thích thú với nhiều đoạn clip bắt trend cực kỳ hài hước, xem xong đảm bảo ai cũng bật cười. Nhưng mới đây, người dùng TikTok liên tục truyền tay nhau video ghi lại một pha mua hàng đi vào lòng đất của hai nhân vật. Đoạn clip đến nay đã thu về hơn 3,6 triệu view, 137.000 like và hơn 6.000 bình luận. Trong video, người đàn ông tiến từ phía xa lại một quầy bán trứng và nhiều loại lương thực khác. Nhìn bối cảnh này, nhiều người đoán chừng chắc nó ở quê chứ không phải ở thành phố. Kêu bà chủ lấy cho hai quả trứng vịt, tới lúc tính tiền và chuẩn bị đi về, thanh niên này chưa được buông tha ngay vì phải đứng lại chờ xịt khuẩn. Người phụ nữ bán hàng xịt lấy xịt để vào bịch trứng tờ tiền, xịt luôn người đàn ông rồi còn không quên xịt xung quanh chỗ người kia đang đứng. Thế vậy, thanh niên mua hàng liền giật lấy chai rồi mở nắp đổ hết lên người xong mới chịu đi. Chứng kiến khoảnh khắc này, cư dân mạng không nhịn được cười. Tính ra bán có hai quả trứng mà lỗ luôn chai xịt khuẩn, tội chị. Nè, tôi tắm luôn nè, vừa lòng chị chưa? Dù biết diễn thôi nhưng vẫn cười muốn xỉu, diễn đạt quá anh chị ơi. Lan tỏa tinh thần 5K rất tốt, đáng hoan nghênh. Bữa đi siêu thị mình cũng vậy á, lấy chai cồn xịt từ trên xuống dưới không sót chỗ nào. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh và chuông thông báo để cập nhật những tin tức mới nhất mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.